Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu đồng vụ đeo huy hiệu lạ. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt hành vi với ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mức phạt 27,5 triệu đồng. Quyết định nêu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng các trang phục, tục ngữ, âm thanh, hình ảnh, tác động, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sáng Trời do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt tổ chức thực hiện diễn ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn các tiết mục Biển Tình, Người Đi Ngoài Phố, Nếu Đời Không Có Anh, Huyền Thoại Một Chiều Mưa, sử dụng trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả có vi phạm theo kết luận của Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thẩm định vào ngày 12 tháng 6 năm 2024. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt với mức tiền phạt là 27,5 triệu đồng. Đồng thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B, khoản 9, điều 11, nghị định số 38/2021, DD/CD ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày nhận định quyết định này. Ông Huỳnh Minh Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Huỳnh Minh Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, quyết định ghi rõ. Trong buổi họp báo định kỳ tại Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 23 tháng 5, ông Trang Thanh Phương, Phó trưởng Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu lạ khi biểu diễn. Ông Trang Thành Phương cho biết, để làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí và các ý kiến giải trình của tổ chức, cá nhân liên quan, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về vấn đề trên. Đại diện các cơ quan, đơn vị nhận định, việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huân huy chương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp với nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, cũng không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và tạo nên dư luận xấu, nhất là trong dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đồng thời, qua nắm bắt thông tin từ các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội cũng nhiều lượt chia sẻ. Ý kiến bình luận đã phê phán việc một người có sức ảnh hưởng đến công chúng lại lựa chọn trang phục không phù hợp, gây tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội. Ngoài ra, nhiều ý kiến của các nhà hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, các cán bộ lão thành, cựu chiến binh cho thấy rõ sự phản cảm trong hoạt động biểu diễn tại chương trình, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xử lý đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và nắm bắt thông tin liên quan, đối chiếu quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ có biện pháp đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý phù hợp, ông Giang Thành Phương nhấn mạnh. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã mời các tổ chức, cá nhân liên quan gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà thiết kế trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi. Sở cũng đã nhắc nhở, đề nghị công ty Tiếng Hát Việt, các cá nhân tham gia biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, nhận thức chính trị, chú ý đến vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội trong thời gian tới. Theo dòng sự kiện, trên một số diễn đàn, nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục biểu diễn trong chương trình Đàm Vĩnh Hưng Live Concert năm 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sáng Trời diễn ra tối ngày 4 tháng 5. Có ý kiến cho rằng các huy hiệu trên mô phỏng biệt công Bột Tinh, một loại huy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Sự việc ồn ào trên mạng xã hội khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân vào trưa ngày 6 tháng 5. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định các huy hiệu là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí để bộ trang phục thêm phần bắt mắt khán giả. Không có một ẩn ý nào như dân mạng nói. Còn dòng chữ trên các huy hiệu,
có nghĩa là chất lượng cao ngành may mặc. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi khán giả trên mạng xã hội.